Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ tiếp tục luận giải về tử vi năm 2020 của những người sinh năm 1972 Nhâm Tý. Có thể thấy mỗi con giáp là một biến số khác nhau, có quỹ đạo chuyển động riêng của mình. Những chuyển động này có ảnh hưởng trực tiếp tới công danh, tài lộc, cũng như là vận hạn của mỗi con giáp trong năm 2020. Năm 2020 này, người sinh năm 1972 phạm Thái Tuế. Trong năm Thái Tuế đương đầu, không họa này thì ắt có họa khác. Con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Để hóa giải Thái Tuế, từ xưa tới nay ông cha ta vẫn sử dụng Thái Tuế phù làm bùa may mắn luôn mang bên mình. Và ngày hôm nay, Phong Thủy May Mắn muốn tri ân đến những khách hàng đã và đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy May Mắn. Chúng tôi xin được tặng miễn phí cho các bạn Thái Tuế phù. Anh chị hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được Thái Tuế phù nhé. Còn bây giờ, các bạn hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu về tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 vào năm Canh Tý. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Tang Đố Mộc, có ngày sinh từ 15 tháng 2 năm 1972 đến ngày 2 tháng 2 năm 1973. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét về nam mệnh, xét về sự nghiệp công danh, xem tử vi sự nghiệp tuổi Tý năm 2020, con giáp này có Tỷ Kiên chiếu mệnh, Tý Thủy tọa Thái Tuế, trong hung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp là nhiều lần. Tiến sang năm 2020 thì vận trình của người nam mệnh Nhâm Tý khá là bình ổn. Nếu bản mệnh có năng công tác thì công việc khá nhàn hạ mà thu nhập lại không tồi. Tới cuối năm còn có thêm thu nhập ngoài luồng cùng tiền thưởng nữa, chẳng lo thiếu tiền thiếu bạc. Nếu bản mệnh đã vào tuổi về hưu thì trong năm sẽ có cơ hội đầu tư khá là tốt, có thể thu lời về tay. Nhưng người nam mệnh Nhâm Tý chú ý, càng thấy lợi càng cần phải cẩn trọng, đừng vội vàng tin lời người khác, bởi đó có thể là lời nói dối, gian, lừa gạt. Khi gặp chuyện quan trọng thì nên tham khảo ý kiến của gia đình và người thân, đừng lỗ mãng tự ý quyết định, đến lúc gặp chuyện thì chẳng thể trách ai. Xét về sức khỏe, xem tử vi tuổi Nhâm Tý năm Canh Tý 2020, con giáp này sức khỏe không được tốt cho lắm, sức mạnh của Tỷ Kiên khá lớn, có cát mà vẫn có cả hung. Nhìn từ góc độ phong thủy thì năm 2020, thủy vượng, hỏa và kim chịu áp chế nên suy yếu, mà hỏa thì bị thủy khắc nên con giáp này dễ mắc bệnh cảm cúm, phong hàn, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp cũng như là bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, con giáp này nên chú ý hơn đến thói quen ăn uống của mình. Tuổi tác lớn dần thì sức khỏe cũng không bằng khi trai tráng, nên giảm bớt tần suất ăn nhậu tiếp khách, hạn chế rượu bia thuốc lá. Muốn sức khỏe bình an, may mắn, khuyên người tuổi Nhâm Tý hãy sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy, được thiết kế hai mặt bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và Ngũ Bộ Chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng được cải thiện. Xét về tình cảm năm 2020 của tuổi Tý, có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng. Tuy nhiên, do Thái Tuế Tý Thủy là cát tinh Tỷ Kiên của con giáp này, vốn là một trong bốn chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực Thái Tuế Thủy vượng, nên ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Người nam mệnh Nhâm Tý cũng đừng quá xa đà mê đắm chuyện nam nữ thường tình, nên dành thời gian rảnh rỗi để đi dạo cho thư thái đầu óc hoặc luyện tập thể dục thể thao tăng cường sức khỏe. Thứ hai là xét về nữ mệnh. Với nữ mệnh Nhâm Tý 2020, xét về phương diện cuộc sống gia đạo, đối với cuộc sống gia đạo của quý bà Nhâm Tý thì đây là một năm không được tốt. Cuộc sống vợ chồng luôn có sự bất hòa cãi vã lẫn nhau. Khuyên anh chị nên dùng vòng khổng tước để hóa giải xung khắc vợ chồng. Ai cũng biết chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý, cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại sự bình ổn, yên ấm trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu được các khách hàng bên Phong Thủy May Mắn tin dùng. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, về sức khỏe quý bà cần phải chú ý bệnh về tuổi già và trí nhớ không được tốt, cần để tâm hồn thoải mái, tránh suy nghĩ tiêu cực. Nữ mệnh Nhâm Tý nên cởi mở trò chuyện, chia sẻ với bạn bè, người thân trong gia đình để giảm bớt những lo âu.
Xét về phương diện làm ăn, sự nghiệp thì công việc làm ăn bình thường, tuy nhiên có sự thay đổi về công việc hay là làm ăn. Tài chính tiền bạc của nữ mệnh Nhâm Tý năm 1972 thì có sự tiêu pha và hao tán nhiều vào trong con cái và cuộc sống. Xét về tổng quan, nữ mệnh Nhâm Tý năm 1972 không được tốt vì có thái tuế chiếu mệnh. Phong thủy may mắn tặng bạn thái tuế phù là bùa may mắn giúp cho con giáp này hạn chế được tà sát, tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra thì khuyên người nữ mệnh Nhâm Tý hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, hóa giải thị phi miệng tiếng, có quý nhân phù trợ thì chắc chắn sẽ tránh được vận hạn tai ương. Vòng tam hợp của phong thủy may mắn được làm từ gỗ huyết long quý, kết hợp với 3 viên đá mã não đỏ, in hình 3 con linh vật Thân, Tý, Thìn, sẽ đem lại cho con giáp này vượng về hậu vận. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Nhâm Tý năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch, tháng đầu tiên năm 2020, vận trình của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 không được lạc quan cho lắm. Công việc khá là khó khăn trở ngại, gặp nhiều chuyện không như ý. Con giáp này có thể bị lãnh đạo phê bình, khách hàng gây khó dễ, dù bỏ ra không ít công sức vất vả chăm bề, nhưng cuối cùng thì lại chẳng được hưởng thành quả là bao. Có điều, ông trời có mắt, chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ. Càng khi khó khăn trở ngại thì càng phải giữ cho mình tinh thần lạc quan, cố gắng phát huy hết năng lực của mình, dùng sự lạc quan để đối mặt với mọi thách thức trong đời, rồi sẽ có được mục tiêu mình muốn. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 2 âm thì người tuổi Nhâm Tý sẽ có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực về phương diện tài lộc và sức khỏe. Dù là người đã kinh doanh làm ăn lâu năm hay là người mới bước chân vào trường đời thì cũng sẽ có được nguồn thu nhập vô cùng khả quan. Thu nhập chính gia tăng, thứ tài cũng khởi vượng, bản mệnh gặp may mắn nhiều về tiền bạc, khả năng trúng thưởng, trúng tiền rất lớn. Việc đầu tư kinh doanh sẽ có nhiều tiến triển tốt, bạn cũng có thể thử sức mình để khởi nghiệp trong một lĩnh vực nào đó. Có điều phong thủy may mắn vẫn cho thấy bản mệnh đừng nên tham lam quá mức mà tự đẩy mình vào nguy hiểm. Thời thế có thể xoay chuyển, hãy lưu ý để có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Thời tiết ấm dần lên, sức khỏe của tuổi Nhâm Tý cũng tốt dần lên, có những dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên bản mệnh cũng đừng vội thấy thế mà đã chủ quan, hàng ngày vẫn cần phải dành thời gian để luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch, bước vào tháng 3 âm năm 2020 thì người cầm tinh con chuột đã lớn tuổi mà còn độc thân thì khả năng tìm được mảnh ghép của đời mình là vô cùng lớn. Có điều bạn cần nhớ, cơ hội không có nhiều. Nếu chính bản thân mình không chủ động nắm giữ thì hạnh phúc sẽ lại chạm vai lướt qua. Đừng vì ngại ngùng hay là tự ái mà để lỡ chuyện chung thân đại sự của mình. Tuy nhiên, đối lập với bức tranh tình cảm đầy màu sắc tươi sáng thì lại là sự ảm đạm trong công danh và tài lộc. Bản mệnh sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn trắc trở trong tháng 3 này. Công việc không được như ý muốn, cứ ngỡ gần chạm tới thành công thì lại đủ chuyện bất ngờ phát sinh, thậm chí phát sinh với tần suất khá dày, sẽ khiến cho bản mệnh rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng. Bạn không xác định được vấn đề phát sinh là do đâu, đôi khi càng thêm tự trách mình vì đã chủ quan, không kiểm soát được mọi tình huống hay là có phương án dự trù phù hợp, tránh để khủng hoảng xảy ra. Trong trường hợp này thì tuổi Nhâm Tý cần phải tự điều chỉnh tâm lý cho mình, hãy cho bản thân thời gian để cân bằng trước những biến cố, đừng ép mình trở thành hoàn hảo, sai sót là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, hãy tìm cách để hạn chế nó, sau đó thì tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt phần việc của mình nhé. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch. Tử vi người sinh năm 1972 vào tháng 4 âm lịch thể hiện sự tăng tiến trong vận trình của con giáp này. Tài lộc thì khá ổn định, không có nhiều biến động quá lớn so với tháng trước đó. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuy con giáp này đôi khi vẫn mắc phải sai sót, nhưng nhờ có sự hiện diện và giúp đỡ của quý nhân nên cấp trên vẫn ưu ái hơn, khiến cho chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Đồng thời trong tháng 4 âm này, bản mệnh sẽ kiếm được một khoản khá lớn so với tháng trước đó. Đặc biệt các bạn tuổi sinh năm 1972 đã và đang làm kinh doanh nhỏ lẻ sẽ vẫn có được nhiều cuộc mua bán khá lớn mà chẳng phải tìm kiếm xa xôi, khách hàng tự tìm đến tận nơi. Hãy nhân cơ hội này để thu tài lộc về tay nhé!
tử vi tháng 5 năm 2020. Trong tháng 5 này thì tử vi 2020 của tuổi Nhâm Tý 1972 báo hiệu về sự biến động cực kỳ lớn trong vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này. Tổng thể vận trình trong tháng 5 âm lịch càng ngày càng xuống dốc. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nên đứng trên cương vị lãnh đạo hay là người đưa ra quyết sách thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy răng ra từ trước. Tuổi cũng xế chiều nên sức khỏe cũng có phần ảnh hưởng do làm việc quá sức, nên người tuổi Nhâm Tý 1972 nên cẩn trọng, quan tâm hơn đến sức khỏe của mình vì dễ tái phát các bệnh về xương khớp. Khuyên con giáp này nên thỉnh bát bảo tâm kinh đem lại sức khỏe, bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch, bước sang tháng 6 âm lịch năm 2020 thì vận trình sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan cho lắm. Sức khỏe của con giáp này cũng là một trong những vấn đề cần phải đặc biệt lưu tâm. Xét về công việc, khi hợp tác cùng khách hàng, đối tác trong quá trình trao đổi đàm phán, con giáp này cần phải cố gắng chuẩn bị nhiều phương án dự phòng nhất có thể. Hễ đối phương đặt ra tình huống gì thì cũng đều có cách giải quyết phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tự nâng cao tinh thần tự giác, lưu tâm đến từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất để tránh tình trạng bị lừa gạt, làm ăn gian dối, hạn chế những tổn thất quá lớn cho công ty. Còn về sức khỏe thì người sinh năm 1972 trong thời gian này chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự biến động của thời tiết. Trời nắng nóng gay gắt, không nên phơi nắng ngoài trời quá lâu, nhẹ thì bị cháy nắng. Trời nắng nóng gay gắt, không nên phơi nắng ngoài trời quá lâu, nhẹ thì chỉ bị cháy nắng, nặng thì có thể say nắng, gây nguy hại đến sức khỏe. Đặc biệt con giáp này nếu có làn da mẫn cảm thì có thể vì thế mà sưng tấy, lột da, ửng đỏ vì cháy nắng quá lâu. Dù nóng lực nhưng cũng chớ nên ngồi quá gần quạt hay là điều hòa mà bị trúng gió cảm mạo. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, trong tháng 7 âm lịch tháng cô hồn năm 2020, tài vận sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý 1972 chẳng những không gặp phải điều gì xui xẻo mà ngược lại còn may mắn hơn nữa. Những tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tài lộc. Riêng về tài vận, tuy phát triển không quá nhiều nhưng chắc chắn đủ để bạn chi tiêu rủng rỉnh. Ngoài thu nhập ổn định từ công việc chính thì bản mệnh còn có thêm nguồn thu nhập ngoài luôn nữa. Đặc biệt nếu con giáp này khôn khéo lựa chọn thời cơ để đầu tư thì cũng sẽ có được mức lợi nhuận khổng lồ. Có chút lộc lá về tiền bạc để ăn dưỡng già. Tài vận cực kỳ lý tưởng trong tháng 7 âm này. Tuổi Nhâm Tý ngoài thu nhập từ công việc chính khá ổn định thì có thể sẽ có nguồn thu nhập khá dồi dào từ lợi nhuận của các dự án đầu tư, đủ để bạn chi tiêu thoải mái. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch. Tháng 8 âm lịch thì tháng của lễ hội Trung Thu và vận trình tình cảm của người cầm tinh con chuột cũng có nhiều biến động thăng trầm như là màn múa lân vậy. Ngược lại, sự nghiệp của con giáp này lại rơi vào trạng thái trì trệ, không có sự thăng tiến nào cả. Trong công việc thì giao thương, buôn bán bạn đang không mấy tập trung làm việc, chính vì thế mà dễ mắc phải nhiều sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín cá nhân, có thể phải dùng tiền bạc bồi thường. Bạn cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, khi làm việc thì hãy gạt hết chuyện tình cảm sang một bên, đừng để mình bị tác động. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 2020 âm lịch của tuổi Nhâm Tý, tài vận của con giáp này bị vận trình sức khỏe làm ảnh hưởng. Sức khỏe càng yếu thì tài vận sẽ càng sa sút. Con giáp này rất dễ gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn, có thể bị vật sắc nhọn đâm vào, ảnh hưởng đến cả xương tủy. Quá trình điều trị thì cũng tiêu tốn không ít, tiền của thuốc thang thì cũng đắt đỏ không kém. Nếu muốn giảm bớt những tai họa này thì bạn cần phải lưu ý khi sử dụng những vật phẩm mang tính sát thương như là dao kéo khi đi lại ngoài đường, nên chú ý giữ khoảng cách an toàn cho mình. Sức khỏe không được tốt nên hạn chế dùng đồ lạnh hay là dầu mỡ, cay nóng, không tốt cho dạ dày, cũng không tốt cho tổng thể sức khỏe. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, tuổi Nhâm Tý 1972 vào tháng 10 âm lịch thì tài lộc không có điểm báo khá lên, vận trình vẫn dậm chân tại chỗ. Xét về phương diện công danh sự nghiệp thì bản mệnh đang gặp phải khủng hoảng trong các mối quan hệ xã giao, bạn dễ nảy sinh tranh chấp hay là hiểu lầm khá thường xuyên với đối tác, khiến cho việc hợp tác cùng làm việc kém hiệu quả.
Tình cảm giữa con giáp này và người ấy có những dấu hiệu tăng nhiệt, tình cảm thăng hoa. Nếu muốn giữ trái tim người mình yêu thì cần phải bỏ thêm tâm tư và thời gian để ở bên tâm sự, chia sẻ cùng với người ấy những vui buồn trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch thì đường tài lộc hay công danh của con giáp này đều khá tốt. Tuy nhiên tuổi Nhâm Tý lại cần phải lưu ý về vấn đề sức khỏe. Công việc trong quãng thời gian này không quá vất vả, song bản mệnh nên lưu ý để nắm bắt được cơ hội hiếm có mà thể hiện tài năng của mình. Với những thành quả thực tế có được, chắc chắn cấp trên sẽ hài lòng, tạo điều kiện cho bạn gặt hái được tiền tài. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có năng lực xuất chúng là điều đáng mừng, song tuổi Tý cũng cần phải học cách khiêm nhường, sống đừng khoe mẽ quá mức. Cây càng cao thì gió càng lớn, lùi một bước là tiến ba bước. Đừng tự cao tự đại mà khiến cho đồng nghiệp sinh lòng ganh tức, bày mưu tính kế hãm hại. Sức khỏe của người tuổi Cầm Tinh con chuột trong tháng gần cuối năm không được lý tưởng cho lắm, bạn có thể bị cảm lạnh hoặc là mắc bệnh về đường hô hấp, nên chú ý giữ gìn cơ thể thường xuyên. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch, theo dõi tử vi hàng tháng của tuổi Nhâm Tý, trong tháng giáp Tết này, vận trình tổng thể của tuổi Tý có khuynh hướng tăng chậm, dù không vượt mức dự kiến nhưng cũng là dấu chấm hết năm khá là trọn vẹn. Trong công việc thì bản mệnh không bị quấy nhiễu quá nhiều bởi tiểu nhân, lại được cấp trên ưu ái giúp đỡ, nên có thể nói là như cá gặp nước. Thành tích trong tuần này không được tốt lắm, xong tiền thưởng, tiền hoa hồng lại cao hơn gấp nhiều lần, có thể thoải mái mua sắm hết những thứ mình thích. Khuyên tuổi Nhâm Tý hãy thỉnh vòng tam hợp. Vòng tam hợp giúp chiêu quý nhân, đón thần tài, có quý nhân phù trợ thì chắc chắn lộc lá sẽ thăng hoa. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, xem tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ, nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bản mệnh dễ đau yếu bệnh tật. Để hạn chế bớt tà khí xấu ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy mang theo bên mình phù thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu tài lộc và mang lại sức khỏe, bình an. Xét về tử vi phong thủy năm 2020, phương vị chính đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình. Bản mệnh cần cẩn trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế, chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này thì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Nhâm Tý. Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc là màu xám. Năm 2020 cũng là năm trực thái tuế của tuổi Nhâm Tý. Con giáp này phạm thái tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị chính đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường. Trong năm cửu tử nhập cung chính nam cũng là cung đào hoa, mệnh chủ nếu biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc. Ở phương vị này thì nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Tý thái tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.